Thưa quý vị và các bạn, ngày 22 tháng 12, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc công bố quyết định chiến lược quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đồng chí Nguyễn Hoàng Hiệp, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh Hòa Bình có đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh. Đến năm 2020, tỷ lệ người dân nông thôn Việt Nam được dùng nước sạch hợp vệ sinh đạt gần 89%, trong đó gần 51% sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn của Bộ Y tế, 75% hộ gia đình nông thôn có nhà tiêu hợp vệ sinh. So với mục tiêu chiến lược của Việt Nam đến năm 2020 chưa đạt, vẫn còn sự chênh lệch khá lớn về tỷ lệ cấp nước sạch và vệ sinh giữa các vùng, các địa phương. Công tác quản lý còn hạn chế, số công trình hoạt động kém hiệu quả còn cao, công tác vận hành nhiều nơi còn buông lỏng, hoạt động kém bền vững, nguồn lực đầu tư còn hạn chế. Xuất phát từ nhu cầu thực tế, ngày 24 tháng 11 năm 2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 1978 phê duyệt chiến lược quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045. Với mục tiêu, đến năm 2030, có 65% dân số nông thôn được sử dụng nước sạch đạt chất lượng theo quy chuẩn. Đến năm 2045, có 100% người dân nông thôn được sử dụng nước sạch và vệ sinh an toàn bền vững. Tại hội nghị, đại diện các bộ ngành trung ương, địa phương và các tổ chức quốc tế đã cam kết hưởng ứng thực hiện chiến lược một cách đồng bộ, sáng tạo và hiệu quả nhằm đạt được mục tiêu đã đề ra.